Ok rồi, hello hello hello. Rồi, thank you cưng. Ủa, gần phân nửa thôi biết gì không? Chị pha ra, nè, rót ra chị bỏ nửa ly thôi. Để nè, em pha cái này phân nửa ra giùm chị. Với nửa ly nước với cái này nửa ly này. Đấy, hơi ngọt quá, uống nguyên ly nữa gắt. Rồi, bây giờ hôm nay á, thì em với Nhật làm việc cho xong cái phần số tiền mà của các nhà hảo tâm đã quyên góp để mà ủng hộ cho anh Nhật trong cái khó khăn về luật sư. Thì hôm nay Hằng tổng kết lại cái danh sách tiền của ai cho, tiền của ai mượn. Em pha cho chị coi, em chế cái này qua cho chị, lấy cái này chế qua đây. Tiền của ai cho và tiền của ai mượn á, thì Hằng sẽ đọc lên một cái danh sách để cho anh Nhật biết là mình đang thiếu. Anh đang gọi phone ai vậy? Đúng rồi, đúng. Mình đang thiếu của cái phần của ai cho mượn và cái phần của ai cho mình ha, để mình yên tâm mình lo cuộc sống sắp tới. Ok, rồi bây giờ trước tiên thì Hằng sẽ đọc cái danh sách đó là tiền cho nha. Ok. Ok rồi nè, có lo cái gì hết á, mình không có lo gì hết. Miễn sao mình đừng có bất cứ một cái gì sơ hở để người ta gài mình được chứng cứ gì thôi. Tại vì thật sự mình không có là những cái gì nó sẽ không có sao hết, yên tâm. Khỏi cần lo gầu cái gì nữa hết á. Ok, rồi thôi bây giờ mình sẽ đọc cái danh sách nha. Thấy ổng nó ngồi đâu, ngủ 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 ngủ, cũng không có tập trung gì hết trơn á. Cứ phân tâm, phân hướng hoài à. Ok, rồi bây giờ thằng đọc nè. Đây là có chị Linh Trần ở San Jose mà chỉ gửi hai lần, một lần trước là 500, lần sau 700. Là chị Linh Trần là cho ha. Cái phần cho là 1.200. Rồi Carol là cũng chị em với Linh Trần đó là cho 800. Phương Lê cho 200. Hiền Nguyễn cho 200. Em Mandy Thạch cho 500. Chị Hạnh ở bên Việt Nam cho 200. Một chị giấu tên ở San Jose cho 1.000. Jenny Phạm cho 1.000. Cathy cho 200. Ngân Nguyễn ở Sacramento cho 1.000. Cái anh này Hào Chí Quỳnh ở dưới Nam Cali cho 2.000. Một chị ở San Jose giấu tên cho 1.000. Chị Hà cho 200. Chị Thu ở San Jose cho 2.000. Một chị giấu tên ở San Jose cho 500. Thì nói chung mấy chị giấu tên này hẹn ra ngoài lấy nè, là cho 500 đó, rồi chị hẹn ra ngoài lấy mà cái bữa có lì xì cho con gái của Nhật nữa đó là 1.000 luôn đó, là mình hôm nay mình cộng mình đọc chung luôn á, là chỉ cho 1.000 nữa. Với Đài Nguyễn cho 200, Thành Phan hay là Thanh Phan gì ở San Jose cho 500, và một anh giấu tên ở dưới Nam Cali mà ảnh có dịp ảnh lên đây rồi xong rồi ảnh Hằng cho địa chỉ, anh tới nhà Hằng luôn, anh gửi 1.000 cho anh Nhật, và Thơm Fashion cho 100, chị Thu Vân cho 200. Thì ở đây là cái số tiền nãy giờ Hằng đọc là số tiền cho, là nó được 15.000 ha. Rồi bây giờ Hằng sẽ đọc qua cái số tiền mà của mấy chị cho anh Nhật mượn. Thì ở đây á là cái số tiền của mấy chị cho anh Nhật mượn á, thì mấy chị nói anh Nhật cứ lo cho cái phần nào mà trước anh Nhật cần giải quyết đó thì anh Nhật lo, khi nó ổn thỏa, nó ổn định được cái công ăn việc làm thì anh Nhật làm, có từ từ gửi không có sao. Coi như đây là những cái nhà hảo tâm, người ta có tiền thay vì người ta để đó, mà mình trong lúc hoạn nạn thì người ta mỗi người chích ra một chút cho mình mượn như vậy, cho nên mình cũng yên tâm để mình lo cái cuộc sống trước đi, rồi mình ổn định hết rồi mình hả từ từ mình làm trả nợ cho người ta, không có sao hết ha. Rồi ở đây là chị Thảo Nguyễn ở North Carolina cho mượn 2.000, và cái chị Loan ở Phi Minh bữa em với Nhật có đi lấy đó là 5.000 ha. Rồi chị Trang chị Trang của mình đó là 2.000 ha. Rồi với lại là một cái hai vợ chồng của cái chị ở San Jose đó là cho mượn cái là 6.000, cho mượn 6.000 với lại cho 1.000 riêng, hồi nãy Hằng có đọc bên cái cho rồi là 1.000 nữa, là cái chị này là 7.000 đó, cho 1.000 và mượn 6.000 đó, là đây là cái tiền mượn cũng vừa đúng 15.000 luôn, là coi như 30.000, cái tiền của Hằng giữ trong tay được 30.000, và anh Nhật mượn cũng một cái chị khán giả cũng Mạnh Thường Quân đưa riêng cho anh Nhật cái phần đó 9.000
ha. Là tổng cộng trong một cái danh sách anh Nhật được giúp á, là coi như là cũng 39.000 thì đủ trả luật sư rồi. Thì cái phần riêng đó là Hằng không tính, cái phần anh Nhật đi lấy của chị kia là Hằng không có cộng vô đây nha. Hằng chỉ cộng cái phần nào mà ở đây chính tay của Hằng thu thì Hằng cộng là tổng cộng được 30.000, vừa đúng 15.000 cho, vừa đúng 15.000 mượn luôn, đúng là công nhận exactly luôn. Còn ở đây có thêm một cái anh Hùng Đặng cho bé con của anh Nhật 100, cái này là ảnh lì xì cho bé 100 ha. Rồi thì nói chung thì cái phần bây giờ là Hằng sẽ nói tới cái phần hôm trước Hằng đưa cho anh Nhật bao nhiêu. Tổng cộng cái số tiền nó đã là 15.000 rồi, ở 30.000 rồi. Thì bây giờ ở đây là Hằng hôm bữa đó là Hằng đã đưa cho anh Nhật đợt trước là 12.000 và đợt sau cuối cùng là 15.000. Và hôm qua Hằng đưa cho anh Nhật 500 nữa là tổng cộng là 27.500 ha. Bây giờ Hằng sẽ trừ ra ha. Ok, thì coi như là tổng cộng ở đây cái số tiền mà Hằng đã giữ cho anh Nhật thì Hằng đã đưa rồi, và tổng cộng thì còn lại là 2.500 và cộng thêm 100 của anh nãy tên gì? Thấy không? Anh Hùng Đặng cho con bé nữa, 100 nữa là bây giờ là còn 2.600 ha. Là 2.600, ok. Thì đây là còn cái phần dư ra 2.600, còn anh đã trả luật sư hoàn tất hết rồi. Thì nói chung là cái số tiền mà được ở trên trang mạng xã hội khi xem qua chương trình anh Nhật trên một cái trang mạng này thì các nhà hảo tâm ở khắp nơi đã quyên góp cho anh Nhật được là 39.000 đó. Coi như chị kia cũng là một khán giả, một nhà hảo tâm coi qua chương trình và giúp anh Nhật riêng 9.000 đưa cho anh Nhật. Còn phần của Hằng, Hằng đi thu được là 30.000, tổng cộng là được 39.000. Thì đóng luật sư hết 35.000 rồi. Rồi giống như là mấy cái này là đưa lặt vặt mấy ngày nay á, anh Nhật để giải quyết cái khó khăn đó đúng không? Thì đó. Rồi thì ở đây cái phần còn lại là dư ở đây là 2.600. Rồi 2.600 thì bây giờ Hằng đưa luôn cho anh Nhật nha. Thôi giữ đi để... Bây giờ anh trang trải của anh trước mắt là anh trang trải cái gì cho hết chưa? Cái nợ nần hổm rày anh nói trả tiền bill tiền bọc. 6 tay đóng tiền xe 800 mấy thì... 6 tay bữa nay mấy tay rồi? Bữa nay 4 tay. 4 tay rồi, thôi bây giờ lấy trước nhiêu để trang trải cái gì trước đi. Rồi nếu như mà cần trả cho ai thiếu thôi, thì lấy ngàn thôi ha. Lấy ngàn vậy Hằng còn giữ 2.600 ha. Anh về anh nhớ đưa cho con bé 100 nói của chú kia cho nha. Ok, đúng rồi, Hằng đưa cho anh 1.000 thì Hằng còn giữ cho anh 1.600. Nó có ở đây. Rồi nếu có thì anh cứ ổn định tinh thần như vậy đi, anh giải quyết cái nợ nần gì trước không dài đi, rồi mình tiếp tục mình chạy xe, rồi có thì tháng nào mà anh trang trải cho trả tiền phòng, trả tiền xe, tất cả lo hai cha con xong còn dư ra thì trả cho cái phần của cái chị 9.000 trước trả góp á. Rồi còn mấy cái chị sau này thì mấy chị chưa có gấp thì từ từ không có sao. Vậy thôi. Chị mà 9.000 là coi như là tháng 500 như ngày một tay là mình được rồi. Một tay là cứ tháng 500 cho chị ha, cái chị 9.000 đó. Thì đó cứ trả cho chị đó trước đi. Yeah. Rồi khi nào tháng nào dư ra nữa thì muốn trả cho chị lo hay gì đó. Yeah. Ha thì trả. Vậy đó. Cũng phải trả liền chứ, đâu để đợi dư. Phải ráng cố gắng làm. Thôi thì ráng có mới trả đi chứ bây giờ anh cứ lủng trong cái chat hoài, cái lủng trong cái nhà băng hoài, bỏ tiền vô cũng lủng nó trừ không được. Thì bây giờ á anh lo cho anh trước. Ở đây là cái phần mà cái 9.000 của phần của chị đó anh trả cho chị trước đi. Còn phần bên đây á thì cứ lủng hoài, thành ra thôi cứ lo của mình trước đi với trả cho chị 9.000 đi. Còn cái phần mấy chị ở đây thì mấy chị có nói với Hằng rồi là từ từ. Biết không, hồi bữa chị Loan đưa cho anh, chị Loan cũng không có cho anh cái áp lực nữa, nhớ không? Chị Loan nói cứ lo cuộc sống ổn định từ từ trước đi. Nhớ không? Ở đây là những người đưa cho Hằng mượn còn là không có cho anh Nhật cái áp lực. Cứ kêu anh Nhật từ từ lo cho cuộc sống trước. Rồi khi ổn định, cảm thấy mình lo tất cả, mình ổn được, bắt đầu trả nợ. Ha. Cho nên bây giờ quan trọng là cái tinh thần anh phải cố gắng lên để mà anh lo anh chạy xe, anh phải tập trung. Còn những cái lời bình luận ở trong cái comment này nè, trời ơi, các bạn có ai mà những cái bình luận gì mà nó chớ chiêu, nó ác độc quá, có biết cái gì về người ta
mà mình đi vô đây mình nói thì trước đó người ta làm cái gì mình có pháp luật xử lý, chứ mình đâu có cần mình vô đây đôi khi mình bịa những cái gì mình nói làm chi. Ổng phân tâm mà ổng gầu gỉ với hàng, ổng nói ai hại ổng, hàng lóc hết. Người nào vô đây nói tầm bậy tầm bạ hàng lóc lại nha, các bạn thông cảm cho hàng nha. Tại vì đây là một cái chương trình của hàng làm từ thiện giúp đỡ những người người ta đang hoạn nạn khó khăn, mà mình vô trong cái trang riêng của người ta đây là từ thiện, chứ phải vô đây là cái chỗ để mà lên án một ai. Hằng đã có nói ngay từ đầu rồi, đây là cái người ta có tội, luật pháp người ta mới lên án, tòa án mới lên án họ, mới xử tội họ. Có tội thì có tội, người ta trừng trị, không tội thì người ta được freedom, được tự do thôi. Cho nên á, các bạn vô đây đi kích động người ta rồi cho những cái lời comment, mà ảnh cứ đem ra mấy cái lời comment hồi sáng giờ anh nói với Hằng, rồi ảnh bị phân tâm xáo trộn tới cái mặt kìa. Rồi Hằng mới nói trời ơi nên làm ơn đi, đó là trang mạng xã hội. Chính Hằng nè, Hằng là người đi làm, giống như là Hằng nói Hằng đà làm đầy tớ cho những cái chuyện của Hằng đang. Hằng nói nếu làm đầy tớ thì nó quá, thấy không? Những cái công việc này Hằng đi làm, Hằng đã từng nói với các bạn Hằng làm, Hằng không cần phải nói nhiều. Khi Hằng làm trong chương trình YouTube của Hằng không có nhiều tiền giống như trên trang mạng các bạn nghĩ. Hằng đi làm một cái công việc này YouTube là vì công việc để kiếm tiền từ YouTube. Kiếm tiền YouTube nó có nhiều cách để kiếm tiền, Hằng cũng đã từng nói Hằng có nhiều cách làm YouTube để kiếm tiền. Nhưng khi cái công việc của Hằng đi giúp mỗi ngày cho mỗi người khác nhau, ví dụ Hằng làm người này người mới khác cứ có hoàn cảnh khổ cứ gọi Hằng đó, cứ gọi Hằng, mà khi Hằng không bỏ được cái công việc này thôi, Hằng còn bị người ta comment, người ta chửi đầy ở trên trang mạng xã hội nữa, chứ huống gì anh Nhật. Cho nên anh đừng có bận tâm những cái lời comment ở trên cái trang mạng xã hội, anh đừng có bận tâm. Đây là những cái người, anh nghĩ đi, bao nhiêu cái danh sách nãy giờ đó Hằng đọc lên đó, ngay cả tiền cho, ngay cả tiền cho mượn, ngay cả những người người ta không có cho mình được, không có giúp được, người ta có hoàn cảnh không có thể giúp được, người ta cũng cho mình cái lời động viên an ủi ở trên một cái trong mỗi cái video. Còn những người một cái số ít, một hai người thôi, họ vô họ nói vậy một hai người, đừng bận tâm. Tại vì Hằng không có rảnh để Hằng coi cái đọc những cái bình luận, cho nên that's why thì Hằng nếu Hằng thấy thì Hằng lóc à. Cho nên anh Don ảnh coi bình luận mà đôi khi ảnh không có gành tiếng Việt. Anh Don thật sự không có gành chữ Việt, không có gành tiếng Việt. Cho nên đôi khi ảnh coi, ảnh cứ nhìn lướt lướt rồi ảnh bấm like thôi, ảnh thả cái tim thôi. Đó, thì cho nên anh Nhật ảnh thấy mấy cái đó ảnh cứ hồi sáng giờ mà đứng ngồi không yên, rồi nói này nói nọ, Hằng nói trời đất ơi hơi sức nào anh nghĩ chuyện chi cho nó mệt vậy. Đúng không? Đó, tới tôi về tôi rảnh tôi coi ra tôi sẽ lóc nó lại hết trơn à, tôi lóc hết à. Không có sao hết trơn. Ơi, tôi tan nhà nát cửa như vậy rồi mà còn muốn cho tôi chết nữa. Muốn đòi nó cho tôi. Đây là đôi khi nữa. Cái người bình luận đó họ chẳng thì, có biết cái gì hay họ phương trời nào, họ ở bên Việt Nam á. Mà họ viết bình luận họ muốn nói gì họ nói thôi, chứ họ có làm gì được mình đâu mà tan nhà nát cửa như vậy rồi, gia đình người ta bị xào xáo rồi. Mẹ già thì bệnh hoạn ốm đau như vậy chưa vừa lòng hay sao mà bây giờ còn nói là phải tống cho vô tù mới được. Nói nhiều cái mình thấy mình buồn với sợ buồn. Mới mốt thiệt đó, bữa nay là cảm ơn cộng đồng mạng đã giúp đỡ vậy. Đúng rồi, trước tiên thôi gửi lời cảm ơn hết những người cho mượn tiền, tất cả những người đã tận tình giúp đỡ mình, thấy hoàn cảnh mình khó khăn giúp đỡ mình, thật lòng rất là cảm động. Cảm ơn tất cả mạnh thường quân. Nhật sẽ cố gắng vươn lên để làm vui lòng sự giúp đỡ của cộng đồng. Cái ơn này Nhật không bao giờ Nhật quên được hết, giống như sinh Nhật ra lần thứ hai vậy đó. Còn những ai mà có ác ý hay gì để làm ơn dừng lại đi, chứ làm tôi hoang mang. Sáng giờ tôi thật sự tôi không có chạy xe được, tôi buồn lắm. Cứ nói gì cái câu nghe thấy ghê quá. Chút xíu đây Hằng lật cho, ra có Hằng lật cho ở tù thì tâm lum lắm. Nhiều khi cái người đó là không chẳng biết một cái gì hết. Cái người đó đôi khi là một cái người coi YouTube thôi mà họ ác mồm ác miệng. Cho nên anh đừng có bận tâm mấy cái lời comment Hằng nói rồi. Còn cái gì nữa đâu mà nói, coi giờ còn muốn cái gì nữa, muốn cho tao chết mới là vừa lòng hay sao. Tôi nói thật chứ nếu không có con gái tôi là tôi đã chết rồi, chứ không phải là tôi muốn sống làm gì. Thôi đừng có suy nghĩ tùm lum tà la. Hằng đã nói là anh cứ yên tâm đi. Còn cái những cái comment đó Hằng rảnh Hằng coi Hằng sẽ lóc hết. Và Hằng dặn anh Don khi coi comment
nhớ đọc cho kỹ kỹ giùm á, rồi lóc nó lại hết đi nha. Tại vì đây là một cái kênh chương trình Hằng làm từ thiện, các bạn có biết không, chứ nó không phải là ở đây cái Hằng đi mà cái trang mạng để các bạn vô đây mà lên án ai hay là bình luận hay là chửi rủa. Các bạn không phải là quan tòa, Hằng có nói rồi ngay cái video lần đầu, ở đây người ta có tội thì luật pháp trừng trị, quan tòa xử lý người ta. Mình xem á, mình góp ý cái gì được á thì tốt á, thì người ta học hỏi, người ta cảm ơn, chứ mình đừng có vô đây công kích. Cho nên Hằng không có welcome những cái người vô cái trang mạng của Hằng công kích. Hằng có nói rồi mà, công việc của Hằng làm nè, mà Hằng đi giúp đỡ người ta đó, Hằng chẳng được hưởng được cái lợi lộc gì, được mấy đồng tiền từ YouTube. Đôi khi Hằng nói có tháng không biết có đủ Hằng đổ tiền xăng, với có tháng dẫn mấy anh em đi ra ngoài ăn không nữa đó. Đó, dẫn đi ăn lần, đôi khi cả bè vậy đó. Đó, Hằng nói đôi khi Hằng đi vậy trang trải mỗi tháng, nhiều khi đủ cái tiền mà đi làm dâu chăm họ, làm đôi khi có khi làm công không, tôi nói không biết có ai tin không. Cái này là nói thiệt, mà đôi khi Hằng nghĩ đây là giống như một cái nghiệp của Hằng làm vậy đó, mà cái công việc nó cứ bắt buộc, đôi khi Hằng muốn từ chối, Hằng muốn nghỉ, Hằng muốn chuyển qua một cái chương trình khác, đi review về ẩm thực hay làm về một cái chương trình mua bán online cái gì đó. Nhưng mà đúng là cái nghiệp của Hằng, mỗi khi trong đầu mình ý định nghỉ là cứ tiếp tục những cuộc điện thoại của những người này điện tới, cô Hằng ơi tôi bị cái này, cô Hằng ơi tôi bị cái kia, cô Hằng ơi giúp đỡ tôi. Rồi những khán giả khắp nơi gọi lại, Hằng ơi tại sao em làm được một việc tốt quá, Hằng ơi sao em làm được như vậy. Thật sự chính vì những cái lời động viên, những cái của cô chú bác khắp nơi mà làm cho Hằng có một cái động lực để đi giúp đỡ các anh em hay là các chị các cô trong cái hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải vì cái đồng tiền YouTube. Nếu mà Hằng đi đổi qua một cái chương trình Hằng làm YouTube khác á, Hằng thu nhập có tiền nhiều hơn. Cái này Hằng nói thật chứ không phải như vậy đó. Chính vì Hằng nói là Hằng nè mà còn bị đôi khi nó bình luận vô một hai người thôi, không có nhiều. Mà anh nghĩ đi, trong cái số hàng ngàn hàng tỷ người trên mạng xã hội coi mình, có một hai cái bình luận không là một cái gì hết, cho nên mình không cần phải bận tâm. Anh cứ bình thường, cứ vui vẻ lo chạy xe để kiếm cuộc sống. Bây giờ tiền luật sư đã ổn rồi, anh cứ nghĩ vậy đi. Bây giờ chạy xe mỗi ngày dành dụm để có dư, nếu còn thiếu nợ bên đợt trước 8.000, 10.000 gì ở bên mẹ anh mượn cho anh giúp cái đợt mà đeo anh ra đó, thì bây giờ anh làm từ từ để anh trả cái phần đó trước nữa, đúng không? Đó, còn bây giờ hiện tại bây giờ anh có luật sư rồi, ổn rồi, đã kéo dài cho mình được như vậy đó, là anh yên tâm đi, không có gì hết trơn á. Cứ yên tâm trong cái việc về cái này đi, không có gì hết. Còn những lời bình luận không cần phải bận tâm, ok? Vậy thôi. Tôi gửi lời cảm ơn anh Hùng hồi nãy cho cháu, lì xì cho cháu 100 hồi nãy quên, cảm ơn anh. À hả? Đó, còn Hằng cũng hôm nay ok, Hằng cũng cho Hằng gửi lời một chút cảm ơn tất cả những cô chú bác anh chị em ở khắp nơi nha, quan tâm về cái trường hợp của anh Nhật. Anh Nhật được rất là nhiều sự quan tâm của cộng đồng về cái trường hợp của anh Nhật. Những người thì gọi tới muốn góp ý kiến này kia, muốn xin số anh Nhật, nhưng Hằng có nói rồi, Hằng sorry là Hằng không thể cho số điện thoại anh Nhật trên cái trang mạng xã hội được, hay là khi ở những khán giả coi rồi gọi xin số Hằng không có cho được. Tại vì đây là anh Nhật đang trong cái này, thì đặc biệt là anh Nhật không có được xáo trộn, không có được cái gì về tinh thần hết, hãy ở yên đó. Bây giờ đã có luật sư giúp mình rồi, tại mình đã bỏ tiền ra mướn luật sư rồi, mình hãy ở yên đó và mình không nghe bất cứ những cái gì, và mình không có làm sai bất cứ điều gì hết, thì mình sẽ không có gì hết, mình sẽ thoát cái nạn này thôi, không có gì đâu nha. Thì vậy thôi, không có gì thì anh Nhật cứ thật ra cứ yên tâm đi, để mà chạy xe để mà kiếm cuộc sống mỗi ngày vậy đó nha. Cảm ơn. Chân thành cảm ơn cộng đồng mạng rất nhiều. Hết nhiều khi ổng nhằn với Hằng ba vụ comment, Hằng cũng bực với ổng luôn. Hằng nói bây giờ cộng đồng mạng nó comment như vậy, làm sao mà Hằng canh nó, Hằng cản nó đừng có nói được. Nó muốn nói gì nó nói chứ giờ mình biết làm sao. Nhưng mà thí dụ như Hằng có thấy là Hằng xóa hoặc Hằng lóc nó lại rồi, không có để cho anh thấy để mà anh phân tâm vậy đâu. Trời đất ơi, bởi vậy thì thôi, anh ra thôi cứ yên tâm vậy đi. Rồi anh có coi là đúng là cái video hôm qua không? Cái lời mà đúng của rồi. Cái ông nội hay cái bà nội nào chửi
là đúng lại video hôm qua hả? Để thằng kiếm tiếp coi, thằng kiếm tiếp coi, rồi thằng kho thằng lóc nó lại đi. Trời đất ơi, chứ không làm chi cho người ta phân tâm, người ta gầu vĩ. Nói làm chi vậy, mình vui cái gì? Hả? Vậy là mình vui cái gì ta? Hả? Mình vui cái gì mình nói như vậy rồi để cho người ta phân tâm rồi. Rồi người ta không có đi làm ăn được, cái đó mình gánh thêm cái ác đó trời. Cái đó là mình gánh cái ác đó nha. Dạ, thằng kỳ phọt nó nè. Ok rồi, thằng kỳ phọt nó rồi. Thằng kỳ phọt nó rồi anh Nhật ơi. Rồi mất rồi đó. Cái này là harass mình á. Thằng kỳ phọt nó vô cho nó cái tội harass mình luôn á. Cái nick của nó đó. Tại vì nó đang nó đang khống chế tinh thần anh mà. Nó harass mình nè. Rồi thằng kỳ phọt nó rồi. Yên chế đi, mất rồi. Vô coi lại đi. Để tao cứ lấy cái mấy cái comment nha hồi nãy giờ. Rồi ổng ngồi đó, ổng lo, ổng gầu cái mặt coi kìa. Hồi sáng ổng gọi hàng rồi ổng nhắn nè. Mà hàng đang lu bu sáng hàng bực quá, hàng điện lại hàng la ổng một chập. Hàng nói bây giờ hả, ông có biết tôi 1000 việc mà ông bị stress vậy chứ tôi còn bị stress nhiều thứ nữa. Tôi chạy tôi lo rất là nhiều người, không phải trường hợp mình ơn anh đâu. Đó. Rồi tôi lóc nó rồi, tôi ghi phọt rồi. Rồi mà mai mốt đăng video lên là có là tôi ghi phọt nó nữa. Tiếp. Nếu nó vô nó nói kiểu đó tôi ghi phọt nó nữa. Dạ. Yeah. Dạ, cho nên yên chế đi. Cái thấy mặt ông là tôi hết muốn cái gì là hết mùa, hết cái mùa xuân này. Cái này là đang mùa xuân á mà gặp mặt ông là hết mùa xuân luôn á. Hôm qua thì đò ngồi cung giống như cày giấy mà thằng lằn mà bị đứt cái đuôi á, hai cái chân kiệm thì không được, hai cái chân thì kiệm lại không được. Trời đất ơi trời. Mấy không? Có nhiều dòng comment đọc mình cảm động luôn á, cái dễ đó, cảm động thì, luôn á. Thì anh nghĩ đi, ở trong đó đôi khi cả ngàn cái comment mà chỉ có một, hai người nó comment, nó chửi mình thôi thì đâu có đáng đâu. Đâu có gì phải lo. Chứ anh nói 1000 cái comment mà có 500 cái comment nó chửi mình thì lúc đó mình mới sợ. Một, hai người thôi không là cái gì hết. Thế nên cứ bình thường đi. Hàng coi là hàng lóc nó hết trơn, hàng gì phọt nó vô luôn, hàng rát mình luôn á. Dạ, mai mốt nó không có tạo được mấy cái email khác, mấy cái nick khác để nó vậy luôn á. Dạ. Yeah. Bữa nay sáng giờ có chạy cuốn nào chưa? Chạy đó mấy dùng bạc à. Mới chạy được mấy chục đồng mấy hả? Chục bạc. Ừ. 3 giờ gửi đi gửi con gái hả? 25 đồng bạc. Chạy sáng giờ có 25 đồng bạc. Vậy rồi lấy gì ăn? Không có tinh thần chạy, bực mình cái comment này cái không chạy được luôn. Trời ơi, bây giờ đừng để ý đó nữa. Vậy chiều đi rước con gái xong người ta bật máy lên để chạy đi. Đi rước xong nó về nhà rồi bật máy lên chạy. Chạy kiếm được nhiêu chạy nữa chứ. Không phải chạy, không ừ. Chạy sao được. Không chạy sao cuộc sống đâu, tiền đâu rồi xài. Hai cho con tiền ngon ăn. Ủa anh có xin được Medi-Cal gì không? Cho con bé không? Con bé nó có Medi-Cal. Con bé có Medi-Cal. Vậy có xin phút tem được cho nó không? Có, nó có phút tem. Ờ, nó có phút tem gì đỡ quá. Lấy nó đi chợ. Ờ, đi chợ cũng được. Mắc giật quá thật đất ta. Giật nhiều khi nóng cho người. Bữa nay giật hai bên luôn. Bữa nay giật hai bên luôn. Kỳ lắm chứ. Không có gì đâu. Cái ngàn này làm gì giật dữ không chứ. Mắc giật nhiều khi nóng cho người thôi, tôi cũng mắc giật hoài, có sao đâu, có gì đâu đó. Dị đơn quá, ông dị đơn quá đi. Không cần dị đơn vậy đâu. Ờ, đưa cái Facebook tôi coi cho ổng rồi lóc luôn, đóng luôn, cái Facebook của ổng. Lóc luôn đi. Ổng cũng sợ Facebook của ổng người ta mò vô, ổng sợ. Ổng kêu thằng coi thằng lóc luôn, ok, giờ đóng luôn cái trang Facebook của anh lại ha. Đóng luôn Facebook. Mình đóng luôn Facebook lại thì mình vô nhận. Nếu mình đóng đó, vậy là Messenger cũng đóng luôn hả? Hoặc là anh hoặc là anh đóng cái Messenger này trong Facebook. Cái này thằng Cali này của ta nít giả đấy nha, không phải có thằng đâu. Coi có thằng mà nó vô nó lấy vậy nè trời. Đây nè mọi người, đây thật ra đó, ở trên Facebook á, cái trang fanpage của thằng á, thằng Cali này là không phải của thằng đâu nha. Ở Facebook á nó giả nè, nó lấy của thằng mà nó giả gì nè.
của Hằng là chỉ có là cái trang fanpage cũng là Hằng Quý Tạ đó. Cái này không phải của Hằng đâu, nó lấy của Hằng không á. Vậy hả? Tưởng của Hằng, ai cũng tưởng này của Hằng, nhưng mà không phải. Nó lấy vậy đó, rồi nó đăng nè, video Hằng ra là nó lấy đăng hết trơn à. Rồi cái lượt view nó qua đây hết rồi. Trời. View thì qua bên Hằng hả? À, qua đây hết luôn. Người ta qua đây người ta coi, người ta không có coi trong YouTube. Trời ơi, các bạn nếu mà ủng hộ Hằng coi á, vô YouTube của Hằng Kali coi giùm nha. Còn cái trang fanpage này á, là không phải của Hằng Kali đâu. Trời đất ơi, sao nhiều người vậy cũng được, lấy cái tôi coi nè trời. Vậy đó. Lấy gì chi vậy trời, mấy người này được hưởng cái gì ta? Hả? Đó, lấy vô vậy đó. Rồi bây giờ để tôi coi cái đóng Hà Khao, đóng là sao ta? Đóng Hà Khao của Facebook. Đóng Hà Khao của Facebook. Đây, rồi, luôn. Đóng chưa? Đóng cái message lại rồi, không ai test nó vô được nữa hết á. Không có truy cập được Facebook luôn phải không? Không, trong cái message thôi, Messenger thôi. Trong cái Messenger, Messenger mình khóa. Trong đóng luôn Facebook luôn. Hả? Cái này mà nó rành. Vậy thôi, mình đang coi. Mình message. Mình khóa luôn cái message mà. Khóa luôn cái message. Thì khóa mình ra đây. Trời ơi, tôi nhìn thấy tôi còn ngu ở đây, vô đây. Đóng được đây. Cho nên bây giờ hiện tại á, là anh cứ nhẹ lòng. Mình nhẹ lòng trước đi. Không có gì hết trơn. Chứ đừng có để tối ngày để cứ đi lên đó coi mấy cái bình luận. Đây mai mốt đừng coi nữa. Để tới video nào có ông á, tôi canh tôi coi, tôi lóc hết ai mà vô nó chửi ủa, chửi bới lên án tôi lóc trơn à. Khỏi coi nữa nha. Để cho nó nhẹ lòng đi, đừng có phân tâm nữa, đừng để lo đi làm, kiếm tiền, kiếm cuộc sống trước. Còn có nhỏ con gái nữa, anh phải dành thời gian cho nó nhiều hơn. Chứ biết rồi, Hằng thấy hình như nó bị trầm cảm đó. Hằng nói để nếu mà hôm nào ngày nghỉ của nó đó, Hằng dẫn nó đi chơi, đi vòng vòng để Hằng nói chuyện với nó coi. Dạ, yeah, cảm ơn. Dạ, yeah. Giống như là nó, Hằng thấy là, Hằng nghĩ là nó đang bị trầm cảm á. Nó, mình cũng nghĩ vậy. Nó ngồi, nó lừ lừ, nó không có nói chuyện. Rồi khi nó nói chuyện với anh, Hằng nghe nó trả lời á, là tiếng một. Chứ nó không có nói chuyện theo cái cách mà trả lời, nó có cái câu. Dạ, yeah. Thưa hay là ba với con. Dạ. Yeah. Nó nói toàn nó mày chẳng. Ăn gì Cường tới giờ ăn rồi đó hả? Dạ, hết rồi. Trời đất ơi, ăn cái gì ngon dữ vậy? Tiểu. Hả? Hủ tiếu. Ăn hủ tiếu hả? Ăn xong rồi tới giờ về đó hả? Đúng rồi, cái này hết giờ làm rồi. Ăn ớt dữ vậy hả? Dạ. Rồi hủ tiếu thơm dữ vậy? Đúng rồi. Ủa hồi nãy ở đây có món mắm gì sao mà nghe bún mắm giống bún riêu gì, món mắm rút vậy? Món bún mắm chị. Ủa có bún mắm này hả? Đó. Bữa nay có bún mắm này hả? Đó. Vậy thôi mốt có thể ăn bún mắm được rồi đó. Hủ tiếu. Tới giờ tới anh Cường. Nãy nghe anh Cường nói tính về Việt Nam kìa. Ở về cái vợ. Đúng rồi. Đây nè, chị Dung đang mời Hằng về để khai trương shop nè. Để về Nam Thiện mà ở đây nè, quý vị khán giả mình thấy sao, chị Dung đang mời Hằng để đi về Việt Nam là khai trương shop nè. Mời cả nhà ăn hủ tiếu với em nè, em đang ăn ở tiệm bây giờ. Hủ tiếu hay thơm hả ta? Dạ. Nó có bún mắm đó nữa. Có bún mắm nè. Mà chị mới ăn no quá. Hết giờ làm rồi. Thôi ăn ngon lành. Giờ làm mình phải đi đó, nãy giờ nó có chị đây em ở đây em đi về chị luôn đó. Nó ở đây xong người ta đi về nó hỏi thứ hai có đi đâu chứ đi theo kìa, hỏi anh hả? Hồi nãy hỏi anh đó, nó hỏi Hằng đó, hồi tết giờ mới đi, nó kêu thứ hai đi. Ok, thứ hai mặc áo dài vẫn phải đi chùa ha. Dạ. Ok, chị lấy áo dài mới cho mày mặc, áo dài chị dùng lái xe được không? Nó đâu có lái xe đi đâu, Hằng lái mổ bệnh bệnh mà. Vậy là thứ hai lấy áo dài của chị Dung á, cho mày mặc áo dài chị Dung gửi qua. Được. Chị cứ ăn món hủ tiếu đây hả chị? Chưa. Em thử đi. Giờ em ăn được bây giờ tại vì hết giờ làm. Cúp việc, cúp việc. Cúp để làm gì? Tôi nói nè. Thôi nói vàng đầy đó. Giỏi quá rồi ta. Vàng hột son nữa. Đó, bông hột son thiệt chứ. Hột son thiệt nè. Nó đang đeo á, là hột son thiệt. Thôi có mấy ngàn? 4 ngàn. Chị ơi.
Trời ơi, vui lắm, nói vụ hụt sòn thiệt. Mày nhớ bữa tao mày đi mua cái đôi bông hụt sòn 8,000 của chị không? 5 ly. Mày biết làm sao không? Nước mất mẹ ăn chiếc. Rồi xong luôn. Không kiếm lại được. Học luôn. Trời cái bông đó, cái bông nó chắc hết dám đeo rồi. Nó gớt ở trong nhà luôn, hai mai thôi ghét luôn, gớt trong toilet rồi. Gớt luôn hai chiếc. Cái kiếm được chiếc, còn chiếc kiếm không ra. Kiếm không ra hàng đó rồi, thôi xong rồi kệ bà đi. Mình nghĩ là mất rồi, mà tới giờ sáng mà lật đực mình lo mình thay đồ mình chạy đi làm việc. Trời về và đâu bữa hai bữa sau kiếm vũ lại dưới cái thảm á, thảm trong red room á. Trời đất ơi, nhớ không? Nhớ đôi bông nữa chị với mày đi mua có giấy chi đây không? Nhưng mà bây giờ chị đừng mang cái đó nữa. Không phải, cái đôi bông đó nó dễ gớt quá. Dạ. Nên nó chắc là mình đổi lại kia, nó cạy hộp ra, đổi lại cái vỏ khác rồi đeo cho nó khó gớt á. Cái móc nó là không cứng hơn. Dạ, cái móc nó không chắc. Mình thí dụ mình kéo xuống lại vuột cái phạt xuống luôn. Dạ. Vậy thôi chị đừng đeo. Không đeo nữa, đâu dám đeo đâu. Bất cái khóc luôn. Thế là mình cho mình cũng tức, mình mất mình tức lắm. Mất tức đúng rồi, tức mình cho giờ, mình biết cái đó mình cho người ta 10 đồng cũng tức nữa. Coi như không mất mà không biết lý do mất ở đâu luôn. Cho mình không tiếc. Mà xong á, ủa mất rồi mà nhưng mà tới giờ hôm nào hôm qua đi với Nhật đó. Mà tới giờ là thay đồ đi với Nhật rồi, nó kệ bà nó khỏi kiếm đi. Về hình như mới kiếm lại thấy đâu hồi sáng lại dưới cái thảm ở trong red room á. Một chiếc mình thấy, còn chiếc không thấy là nó nằm dưới cái thảm lót dưới red room. Tại vì cũng hên ha. Hên không? Mà hàng tưởng là mất rồi đó, không nghĩ tới nữa. Rốt cuộc không mất. Ủa gì chị tính chừng nào đi Việt Nam tháng 3 hả? Không có, chị Dung nói là mời chị về khai dương shop cho chị Dung. Để tính mời đàm nè, vậy mời đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà thôi bây giờ không mời đàm Vĩnh Hưng, mời đàm mời hàng Cali. Khai trương shop á, khai trương shop mới. Về là cách ly bao nhiêu ngày nữa? Không, hết rồi, hết cách ly rồi. Hết cách ly rồi. Đúng, hết rồi. Mà hằng nó chưa biết à, hằng chưa có hứa à, tại vì khi công việc hằng chưa có sắp xếp. Nhà cửa đi không có ai coi mấy nhỏ cơm nước á. Vậy là kéo Cường đi luôn kìa. Cường có đi tháng 5, nó có vé rồi. Không mà đổi vé đi được chứ. Đổi vé hả? Đổi vé mày vé bình thường không? Bình thường chị. Vé bình thường đi lúc nhưng nào mà... cũng được phải không? Đúng. Nhưng mà mình cũng phải bù thêm ít vé rồi. Nghe nói mấy ngàn lận. Không. Nếu về Việt Nam là 2 tuần hơn hay là 3 tuần? Nó đi về đi làm phải 3 tuần chứ. 3 tuần hoặc 4 tuần. Dữ vậy hả? Tụi tôi về Nam chơi là 1 tháng mà ít ai đi về 1 tuần 2 tuần lắm. Chứ đi về có 1 tuần sao được. Nhanh gì thì cũng 2 tuần. 2 tuần vòng qua vòng lại hết rồi. Thứ hồi hôm nay nhiêu ta? Không biết, có mua đâu biết. Tại vì bây giờ hết cách ly rồi, bây giờ nữa. Mua á. Nhưng mà chị Dung chỉ nói á, khi chị mua cho thằng đi mắc cỡ nào bà cũng mua. Vậy hả? Bà nói mấy ngàn cũng mua. Trời 4-5 ngàn, 5-6 ngàn cũng mua. Chị Dung nhưng mà thấy thằng chưa có trả lời là có đi hay không à. Thằng nói thằng chưa có trả lời. Trợ mắt ba thằng mấy á, chứ mất đâu ba thằng mấy á. Bây giờ hết cách ly rồi, bây giờ vé nó rẻ. Chứ bữa Cường order vé là giá bao nhiêu? Giờ 750. Gì lẻ hả? Thẳng là Anna cũng dùng. À. Quá cảnh đâu? Dạ. Quá cảnh. Nó quá cảnh không nhiệt. Mới cảnh tại Nhật. Anh giờ đâu có về được đâu, đâu có về nha. Anh giờ đâu có đi máy bay được đâu. Đi giờ. Đi bên cái vụ này được. Mà đâu có đi được. Năm sau xong là ok rồi. Đi lên thập cổ liền, bắt liền. Năm sau khi nào xong đi được. Ra tới sân bay là nó còng đi liền, nó không giỡn đâu. Xong đi rồi từ từ. Nhớ đi. Việt Nam lắm mà không về được. Từ từ xong rồi được. Cầu cho tay qua nè, ăn khổ về Việt Nam nhớ quá trời đất. Phái về Việt Nam ăn mấy con đuông. Trời ơi, dám ăn con đó. Trời ơi, giờ đưa một tô ăn cũng hết. Ê ông nội ơi, ghê quá, thấy nó bụi nữa, không có gói. Đưa cả 100 con ăn cũng hết luôn. Ghê vậy? Ừ, ghê cái đó lắm, ghiền lắm. Trời đất ơi. Để nó vô chén nó bánh rồi xong bỏ ớt vô, quậy. Rồi cắn vô nó sao? Ừ, cảm giác nó như thế nào? Cắn vô cắn vô cảm giác nó quậy nhột nhột trong miệng sao ăn? Cái gì mình cắn vô nó chết rồi. Oh my god. Đúng trời ơi, nó nổi da gà nè. Ngon lắm, nổi da gà trời cái đó là con nhộng á. Nó sẽ giống thịt con nhộng. Ăn là béo bổ mà. Nó sạch nhất luôn á. Ngon. Ghê lắm, mấy con đó là ghê con chết. Con nó 20 ngàn, 25 ngàn con đó. Một con á hả? Ừ, có chỗ bán 15 ngàn là rẻ lắm. Cái là người ta con. Nuôi hả? Nuôi hả? Là sao? Không, nó trong cái dừa đó. Nhưng mà dừa ở đâu chết. Có để đốn lấy quà? Cái dừa mà hư á, cái dừa mà hư á chứ. Thì cái đó là đương nhiên là người ta lấy con đuôi người ta bỏ lên cái dừa, người ta nuôi cái dừa. Để nó hiếm vậy nó mới mắc. Ừ. Con nào bự bự là 25-30 ngàn, mười mấy ngàn thì mấy con nhỏ. Cắn vô trong nó béo hả? Ngon lắm, cầm cái đầu nó cắn cái bụp cái rồi bỏ cái đầu. Ê ngon lắm, đã là nhậu.
Trời ơi, vô địch luôn. Thôi ghê quá đi mọi ơi, ăn gì mà nó đang sống quậy quậy mà bỏ vô miệng cắn rồi. Người ta ăn gì không được, người ta nhét đậu phộng vô chiên á. Thà là nói chiên giòn lên thì ok. Chiên giòn lên mình thấy giống chiên như... Chiên không ngon mình đó, sống thì ngon. Ăn thử bữa nào về ăn thử biết. Ok quá à. Ông nghĩ ngon sao lắm. Sống vậy. Ví dụ nó chiên giòn lên á, lăn bột á, thì có thể mình không có thấy con đó thì mình dám ăn. Nhúng thấy rồi, tôi thấy trên thấy, trên thấy mạng á, người ta bỏ vô chén nước mắm nó ghê lắm. Nhưng mà nó ngon quá đi, hết tội luôn. Ngon quá. Ở đâu, ở tỉnh Bến Tre mới có. Đa số tại Bến Tre xứ dừa. Mấy cây dừa mà nó phá mấy cây dừa chết luôn. Anh mới Bến Tre mà. Bỏ cây bắp nè. Anh mỏ cây luôn nè. Mỏ cây mà cây. Cảm ơn á, cảm ơn á. Vậy là có hay đi Cà Lách không? Trời ơi, anh nói vậy nói mang tiếng ở Bến Tre vậy chứ quê Bến Tre nhưng mà sống nhỏ lớn ở thành phố. Đúng không? Sống nhỏ lớn ở thành phố. Quê Bến Tre, Bến Tre ăn bá hương dừa đó vậy. Ngon lắm, hàng về ăn thử. Đem kêu nó đem ra dạy con thôi, ăn thử bỏ chén mắm đó. Thôi. Ớt. Nói đang quậy quậy là không dám mà nghe nó trả lời vậy. Ghiền luôn á, ăn sợ muốn ghiền luôn chứ. Ghê quá trả lời ơi. Ủa nãy giờ chưa đưa tiền cho ông Nhật ta đi còn quên. Ai đãi của ngon vật lại gì cũng thích, chỉ đưa đuông là thích rồi. Đuông dừa. Đuông dừa là thích đó. Đuông trà là ăn ngon nữa. Đuông. Nói chung có phần còn lại đó là anh giữ 1.000 để về anh trang trải đi. Còn nhiều đó. Cảm ơn. Còn hàng còn giữ 1.600 ha. Anh nói hồi lát giá mà không quên, tới rồi anh đi rước nhỏ. Đóng tiền xe. Đóng tiền xe tới. Nè anh bị tội gì vậy? Coi đi video đi. Coi đi. Hỏi không kể lại hỏi gì. Dài dòng lắm. Coi video đầu tiên của anh Nhật đó là hiểu không bị tội gì đó. Video đầu tiên là bữa chị phỏng vấn ổng đó. Nó bây giờ đi con. Bây giờ đi rước con rồi ha. Okay. Nó mới báo á, có dặn đồng hồ mới báo á. Thôi đi rước nó đi. Đi rước nó để đi rước rồi xong rồi bật máy lên chạy xe đi. Đợi tội nghiệp đó. Và chống nuôi con thấy khổ không? Chống nuôi con. Dưới đây cũng gà chống nuôi con làm sao? Đừng lấy vợ nữa, thiệt á. Nó đây còn còn vợ ở bên Việt Nam ở tỉnh Bến Tre á, một cái bạn nè. Là mình nói ai cũng xấu nhưng mà thôi mình đề phòng đi biết không? Sorry nãy giờ nói chuyện với con hàng vui quá mà quên bye bye cộng đồng mạng. Giờ tới giờ đi rước con cho nên chỉ còn cái lời nói cuối cùng là cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn rất là nhiều người đã tận tình giúp đỡ Nhật trong những ngày qua. Thì Nhật cũng sẽ cố gắng nghe lời cô Hằng để cho đạt được những gì cô Hằng mong muốn cho Nhật được tốt đẹp á. Với lại cảm ơn anh Hùng nữa, hồi nãy anh Hùng có gửi cho cháu 100 để lát nó về đưa cho cháu. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi thôi đi rước nó đi để trễ giờ. Thôi bây giờ lát nữa cô Hằng đi Monterey không? Đi Monterey đi. Dưới đồ biển nhiều lắm, tại cầm tiền xuống đóng tiền xe. Đưa cho thằng em nó đóng giùm đi, nó có sai đứng đi, tên đi, chiều thằng còn việc nữa đó. Đi được không? Đi chơi đi. Không, không đi được đâu, còn việc. Thôi chào cộng đồng mạng nhiều nha. Ok rồi, bye bye. Cảm ơn nhiều lắm á. Ok rồi, bye. Với lại quên nữa, chắc có lẽ là tạm gắn bóng một thời gian trên YouTube đi, cho nó ổn tình hình đi. Tạm gắn bóng một thời gian trên YouTube. Ok rồi, vậy đi. Ok rồi, bye.